Toàn cảnh lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhà xe tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau khi bão Noru tiến vào miền Trung phá hủy nhiều công trình nhà cửa thì mọi thứ dường như chưa hề dừng lại. Khi sau 2 ngày, hiện tượng lũ lụt đang hoành hành nhiều khu vực mà Nghệ An, Hà Tĩnh đang là một trong những tỉnh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Dòng lũ đục ngầu cuốn đất đá, cây cối ầm ầm đổ về các khu vực ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nhiều nhà dân bị dòng lũ làm đổ sập, ô tô và nhiều tài sản bị cuốn trôi. Khuya 1 tháng 10, trận lũ ống lũ quét xuất hiện tại một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn, Hữu Kiệm, Bảo Nam, Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trao đổi với riêng, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, cơn mưa kéo dài chiều tối cùng ngày đã khiến nước lũ từ các xã miền núi đổ về nhanh. Do cây cối bị mắc kẹt, các cổng ngầm thoát chậm đã gây ngập nhiều khu vực ở thị trấn Mường Xén và các xã trên địa bàn. Lũ về từ đêm hôm qua, đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, lũ quét lũ ống đổ về ầm ầm, khiến nhiều khu vực bị ngập. Tại thị trấn Mường Xén, hiện nước lũ dâng cao ngang bụng hơn 1 mét. Chính quyền đang hỗ trợ người dân di tản đến nơi an toàn, ông Minh nói. Theo lãnh đạo địa phương, trận lũ đổ về quá nhanh, cuốn lượng lớn đất đá, cây cối tràn xuống đường. Ngành chức năng đã ghi nhận một số nhà dân bị sập do lũ quét, nhiều xã bị cô lập, các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt các khu vực. Nước lũ đục ngầu chảy xiết tràn qua khu vực thị trấn Mường Xén, làm nhiều tuyến đường, cơ quan, công sở ngập từ 0,5 đến 1 mét. Một số ô tô của người dân bị cuốn trôi ra sông, nhiều nhà dân bị đổ sập. Nước lũ lên nhanh nên một số người dân phải rời khỏi nhà, chạy lên khu vực cao để đảm bảo an toàn. Hiện tại trời vẫn đang mưa rất to, nước đang chảy mạnh nên việc khắc phục chưa thể thực hiện được. Huyện Kỳ Sơn đang huy động máy móc khơi thông dòng chảy và thống kê thiệt hại. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lũ trong 3 ngày qua đã làm 7 người chết, 13.000 căn nhà bị ngập, hơn 2.000 hộ dân phải sơ tán để tránh lũ, 23 căn nhà bị hư hỏng nặng, 143 nhà bị tốc mái, 99 căn nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Lũ đã chia cắt 1.549 hộ dân, làm thiệt hại 2.147 hecta lúa, 8.249 hecta hoa màu, 549 con gia súc, 114.433 con gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi. Đến chiều qua, có 30 điểm trên một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ vẫn phải đóng đường do ngập nước và sạt lở. Tại Hà Tĩnh, ông Trần Đức Thịnh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tính đến ngày 1 tháng 10, tình hình ngập lụt do mưa lớn tại một số địa phương trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp, với gần 1.700 hộ dân bị ngập, nhiều thôn xóm vẫn đang bị cô lập. Chiều 1 tháng 10, ông Trần Văn Ta, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, tuyến DT606, đoạn thuộc địa phận xã Lăng, huyện Tây Giang, đang bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Hàng trăm mét khối đất đá và cây rừng tràn xuống chắn ngang mặt đường. Dù huyện đã đưa xe cơ giới, huy động nhân lực khắc phục sạt lở tuyến đường này, nhưng vẫn chưa thể triển khai vì ta luy dương tuyến đường này có một vết nứt rất lớn nên đang tiếp tục xảy ra sạt lở đất. Theo ông Ta, đây là con đường độc đạo nối trung tâm huyện đi 4 xã vùng biên, gồm Trờ Hy, Asan, Gari, Chợ Ôm, với dân số hơn 6.000 nhân khẩu. Hiện đường lên các xã biên giới này đang bị cô lập, chia cắt hoàn toàn. Nhờ sự chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ trước bão, nên lương thực thực phẩm đã chuẩn bị đầy đủ cho người dân ăn khoảng 1 tháng. Cùng với đó, các trường học bán trú đã có sẵn lượng gạo dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu của học sinh, ông Ta nói.